Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 22 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp doanh nghiệp Hàn Quốc. Đại danh y thế giới Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, người con của quê hương Hưng Yên. Quan tâm hỗ trợ việc làm cho quân nhân xuất ngũ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã chủ trì hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 15 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình dự án trên địa bàn tỉnh và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các ban sở ngành tỉnh và các huyện thị xã thành phố. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh vai trò của đầu tư công đối với sự phát triển của tỉnh, đồng thời khẳng định trong thời gian qua, tỉnh luôn nỗ lực tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Sau 2 năm thực hiện triển khai chỉ thị số 15, công tác giải phóng mặt bằng triển khai các công trình dự án trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Giai đoạn 2021-2025, Hưng Yên dành rất nhiều nguồn lực cho đầu tư công, đặc biệt là năm 2024 có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công của tỉnh. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chỉ thị số 15, đồng thời khẳng định sự quyết tâm của tỉnh trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu đóng góp các ý kiến nhằm nâng cao hơn nữa việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh với tinh thần vượt nắng thắng mưa, hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư công của năm 2024 cũng như giai đoạn 2021-2025. Kể từ khi có chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổng số dự án cần giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh là 569 dự án công trình với diện tích trên 5.000 ha. Trong 2 năm qua, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 322 dự án với tổng diện tích gần 3.800 ha. Trong các dự án nêu trên có 15 dự án trọng điểm, trong đó 2 dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, 6 dự án khu công nghiệp, 7 dự án cụm công nghiệp với quy mô tổng diện tích là trên 2.103 ha, trong đó gần 500 ha đất thuộc diện tích đường giao thông, trên 1.000 ha đất thuộc diện tích khu công nghiệp, trên 440 ha đất thuộc diện tích cụm công nghiệp. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt kịp thời đồng bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, cùng với sự đồng lòng quyết tâm của các chủ đầu tư, doanh nghiệp và đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân, các dự án công trình trọng điểm của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai và có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy đã báo cáo tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024. Theo kế hoạch vốn năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao là gần 20.000 tỷ đồng. Thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2024 cho các cơ quan đơn vị, các chủ đầu tư dự án là hơn 13.000 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách địa phương quản lý là hơn 12.000 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương đầu tư phân bổ cho 3 dự án chuyển tiếp thuộc lĩnh vực giao thông với số vốn là hơn 1.300 tỷ đồng. Với số vốn còn lại hơn 6.500 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất dự kiến phân bổ cho các dự án khởi công mới sau khi đã hoàn thành hồ sơ thủ tục đầu tư theo quy định. Điều hành phần thảo luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn nhấn mạnh hội nghị để tỉnh đánh giá những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công của tỉnh. Năm 2024, khối lượng giải phóng mặt bằng của tỉnh rất lớn, trong đó các đại biểu cần tập trung thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đối với vấn đề đầu tư công, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành địa phương cần tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc trong việc giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua. Từ đó, đề ra những giải pháp cụ thể để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của năm 2024.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chia sẻ một số kinh nghiệm trong thực hiện chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình dự án, phản ánh, phân tích những khó khăn vướng mắc về mặt bằng trong quá trình triển khai thi công công trình tại một số dự án, cùng những giải pháp cần tập trung tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng thời đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc triển khai các dự án giải ngân vốn đầu tư công. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời đề nghị các ngành địa phương của tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 15. Trong đó cần phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án công trình trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm. Chủ động nghiên cứu cơ chế chính sách để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về luật đất đai, các văn bản quy định về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án công trình, đảm bảo quyền lợi của người dân trong vùng dự án, tăng cường đào tạo, tập huấn, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Công tác giải phóng mặt bằng không phải là nhiệm vụ riêng của cấp huyện, mà đây các sở, các ngành của tỉnh phải có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ về nhân lực, về kỹ thuật chuyên môn để hỗ trợ cho các huyện thực hiện tốt các cái nhiệm vụ về giải phóng mặt bằng, nhất là trong cái việc mà xác định giá đất là cái nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền xuống cho các đồng chí ở cấp ủy, cấp huyện, còn thiếu những kinh nghiệm và kỹ năng. Đấy. Hay là tháo gỡ kịp thời những cái khó khăn vướng mắc liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư, rồi các vấn đề về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các địa phương, cấp ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị, các chủ đầu tư, kiên quyết là không để xảy ra chậm trễ, ách tắc trong giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm tiến độ giải ngân đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia, các chí phải hoàn thành cái việc mà xây dựng các khu tái định cư, hoàn thành toàn bộ việc giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 là trước 30 tháng 6 năm 2024. Còn đường Tân Phúc Quảng Phan thì cơ bản hoàn thành giải phóng các cái dự án thuộc phạm vi thu hồi là trước 31 tháng 3 năm 2024 và hoàn thành các cái thủ tục và triển khai xây dựng các cái dự án khu tái định cư, nghĩa trang, bãi rác mới trước 30 tháng 6 năm 2024. Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành địa phương khẩn trương hoàn thành thủ tục lập, trình thẩm định, quyết định đầu tư các dự án để đảm bảo điều kiện phân bổ vốn theo quy định. Trên cơ sở dự toán ngân sách, thu ngân sách năm 2024 được giao, các sở ngành địa phương tập trung khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, đáp ứng đủ nguồn vốn để đầu tư các chương trình dự án theo dự kiến kế hoạch được giao. Các chủ đầu tư cần xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng nguồn vốn của dự án, theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ngay từ những ngày đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong đầu tư công năm 2024 thì tôi đề nghị các đồng chí tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây: thực hiện nghiêm các quy định của luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan trong quản lý đầu tư, tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, đôn đốc thu hồi các nghĩa vụ, các khoản thu của ngân sách nhà nước để chúng ta có thêm nguồn lực sẵn sàng để cho thực hiện các cái dự án đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Ban sự đảng, ban dân tỉnh, các đồng chí chỉ đạo khẩn trương để xây dựng và trình với Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định phương án phân bổ và sử dụng cái nguồn tăng thu ngân sách để dành cho đầu tư phát triển theo quy định. Các địa phương, cơ quan, đơn vị, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục rà soát, điều chỉnh nếu cần thiết kế hoạch đầu tư công trung hạn cũng như là kế hoạch đầu tư công của năm 2024 để phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là khả năng cân đối nguồn vốn, đảm bảo là phân bổ vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và không dàn trải, ưu tiên cho các công trình dự án mang tính chất gọi là động lực, liên kết, tạo động lực lan tỏa trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu
thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn của các cơ quan đơn vị, kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án chậm triển khai sang các dự án có tiến độ triển khai nhanh, kịp thời biểu dương khen thưởng các đơn vị làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là khó khăn vướng mắc liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục liên quan đến đất đai. Tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với chất lượng công trình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về nguyên vật liệu trong quá trình thi công. Phấn đấu giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp và làm việc với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp VTK Hưng Yên và đoàn công tác của Công ty LG Energy Solution Hàn Quốc về thăm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp VTK Hưng Yên và đoàn công tác của Công ty LG Energy Solution Hàn Quốc đã kiến nghị với tỉnh một số nội dung như tỉnh hỗ trợ việc thực hiện các thủ tục xin giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, đề nghị tỉnh tạo điều kiện trong quá trình đầu tư các chính sách về ưu đãi thuế, đảm bảo cung cấp điện và nước sạch, hạ tầng viễn thông, xây dựng ký túc xá cho công nhân. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn vui mừng chào đón công ty LG Energy Solution trở lại đầu tư tại tỉnh Hưng Yên và nhấn mạnh tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu và đầu tư tại Hưng Yên. Các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh được đảm bảo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh lợi nhuận theo đúng quy định của pháp luật. Tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, công khai, minh bạch hóa thủ tục hành chính. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Hưng Yên sẽ không ngừng tạo lập môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch, phù hợp tiến trình hội nhập quốc tế, thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở tất cả các cấp trong việc xúc tiến, quản lý và triển khai các dự án đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, kỷ niệm 300 năm ngày sinh của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, tại phiên họp Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO lần thứ 42 đã thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2024-2025, trong đó đã vinh danh những công lao công hiến của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho nền y học Việt Nam và thế giới. Đây là nguồn động viên sâu sắc đối với toàn thể cán bộ nhân viên ngành y tế và là niềm tự hào của người dân trên hai quê hương của đại danh y, quê nội Hưng Yên và quê ngoại Hà Tĩnh. Đại danh y Lê Hữu Trác sinh năm 1724 tại mảnh đất Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, nay thuộc thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Danh y Lê Hữu Trác là người con thứ 7 nên những người trong gia đình thường gọi ông là cậu Chiêu 7. Gia đình ông vốn nổi tiếng bởi truyền thống đỗ đạt khoa bảng, rất nhiều người làm quan to trong triều đình. Cha của ông là Lê Hữu Mưu, đỗ đệ tam giáp tiến sĩ, được nhà vua phong chức ngự sử, tước bá. Khi mất, được truy tặng thượng thư. Chú của ông là Lê Hữu Kiều, cũng là đại thần của triều đình nhà Lê. Ngay từ nhỏ, ông nổi tiếng với trí tuệ hơn người, thi đậu liền tam trường. Về đến Hương Sơn, Hà Tĩnh, được một vài năm, cụ bị mắc bệnh, hiểm nghèo. Sau gần 2 năm thì tìm được lương y Trần Độc ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thầy đã tận tâm chữa khỏi bệnh cho cụ. Trong quá trình chữa bệnh thì Hải Thượng đã đâu có suy nghĩ cái việc làm có ích nhất là cái việc cứu nhân độ thế, tựa chữa bệnh cứu người. Cho nên là cụ đã theo lương y Trần Độc tìm tòi các cái thuốc quý ở vùng Hương Sơn, Nghệ Tĩnh, là vùng rừng núi chập trùng rất là nhiều dược liệu. Hơn 40 năm ẩn cư, mặc dù tự nhận mình là lãn ông già lười, nhưng đó lại là những năm tháng lao động, làm việc cần cù, tâm huyết và đầy sức sáng tạo của Hải Thượng. Ông đã để lại cho nền y học Việt Nam một di sản vô cùng quý giá, đó là bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, gồm 28 tập, 66 quyển, đúc kết tinh hoa y học cổ truyền phương Đông và y học cổ truyền Việt Nam. Sau đó, ông vẫn tiếp tục biên soạn và cho ra đời nhiều tập sách quý giá như Y Hải Cầu Nguyên năm 1782, Thượng Kinh Ký Sự năm 1783. Những điều mắt thấy tai nghe
Vận khí bí điển năm 1786. Những di sản của ông để lại vẫn còn nguyên giá trị và được các thế hệ ngành y kế thừa, sử dụng nhằm góp phần vào công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Luôn ứng dụng và lan tỏa những cái di sản quý báu của cụ, mỗi cán bộ nhân viên không ngừng học tập, trao dồi kiến thức, trình độ chuyên môn, vững về y thuật, sáng về y đức, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Ông qua đời vào ngày rằm tháng giêng năm 1791, năm Tân Hợi, tại xứ Bầu Thượng, nay là xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, hưởng thọ 67 tuổi. Sau khi mất, ông được nhân dân và giới y học cả nước suy tôn là bậc y thánh của Việt Nam, cùng phối thờ chung với đại danh y Tuệ Tĩnh. Hiện nay, tại quê nội của danh y ở xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ và quê ngoại ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đều có khu, quần thể di tích lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử, minh chứng cho danh thơm và gương sáng về y đức, y thuật của đại danh y Lê Hữu Trác. Ủy ban UNESCO của Liên Hợp Quốc có vinh danh cụ Lê Hữu Trác là danh nhân văn hóa thế giới. Thế được thông tin này về là cả dòng họ phấn khởi và vô cùng cảm động, tự hào. Chúng tôi thể tăng cường công tác giáo dục những giá trị tốt đẹp mà do đại danh y Hải Thượng Lãn Ông đã để lại. Trong đó là chú ý vào kỳ từng lớp thanh thiếu niên học sinh và đội ngũ ngành y tế, thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động gắn với kỷ lễ kỷ niệm ngày mất rồi ngày sinh của đại danh y. Cuộc đời của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc với kiến thức uyên thâm, với tinh thần trách nhiệm cao cả trong nghề nghiệp, lòng nhẫn nại, tận tâm, đức hy sinh và lòng yêu thương người bệnh vô bờ bến. Ông xứng đáng là người đã dựng ngọn cờ đỏ thắm trong nền y học nước nhà, là tấm gương sáng chói về y đức, y đạo, y thuật cho muôn đời noi theo. Những năm qua, công tác quan tâm, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ không chỉ được cả hệ thống chính trị quan tâm mà còn có sự chung tay hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo được việc làm phù hợp, ổn định, góp phần thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội và đảm bảo an sinh xã hội. Xuất ngũ trở về địa phương năm 2016, anh Linh ở xã Hồng Cường, thành phố Hưng Yên được kết nạp đảng và làm dân quân tự vệ tại địa phương. Sau khi nắm bắt tâm tư nguyện vọng, anh được chính quyền địa phương cùng công ty cổ phần Thành An Hưng Yên giới thiệu hỗ trợ học nghề tại bộ phận chăm sóc khách hàng trong công ty. Đến nay, công việc của anh đã ổn định với mức thu nhập cao. Sau khi công ty cho tôi đi học và đào tạo thì đã giúp tôi cải thiện được nguồn thu nhập để có thể hỗ trợ trong cuộc sống. Mức lương của tôi thì tầm khoảng 10 đến 15 triệu. Hàng năm là chúng tôi thường kết hợp với các sở ban ngành tuyển dụng các nhân sự có nhu cầu và làm việc tại công ty, hỗ trợ hết sức có thể để cho các bạn ổn định cuộc sống. Với quyết tâm để bản thân được trưởng thành hơn trong cuộc sống và công việc, ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2023, anh Kha ở xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, khi tìm hiểu về các nước có thể vừa du học vừa làm việc, anh được một doanh nghiệp đào tạo nghề và du học hỗ trợ học bổng du học với mức ưu đãi tối đa. Em được công ty tạo điều kiện với nhiều chế độ như là học tiếng. Những chế độ khi mà em bắt đầu sang bên Nhật, em sẽ kiếm được một mức thu nhập ổn định. Hàng năm công ty tiếp nhận khoảng 10% quân nhân xuất ngũ trở về, tặng 100% tiền học phí cho các bạn học tập ở Nhật Bản trong vòng 2 năm và hỗ trợ việc làm cho các bạn trong quá trình học tập đấy với thu nhập là hơn 20 triệu đồng một tháng. Trung bình mỗi năm toàn tỉnh có khoảng 1.600 đến 1.700 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Được rèn luyện trong môi trường quân đội có tính tự giác, kỷ luật tốt và được xem là lực lượng lao động chất lượng nếu được qua trường lớp đào tạo sẽ đáp ứng cao về nhu cầu thị trường lao động. Từ năm 2018 đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã xây dựng hỗ trợ đào tạo nghề cho từ 500 đến 600 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Cùng với đó, Ban Chỉ huy quân sự, chính quyền các địa phương thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện hướng dẫn quân nhân xuất ngũ, làm các thủ tục đăng ký học nghề và tạo công ăn việc làm. Sau khi các công dân mà đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương ấy, thì hàng năm thì Đảng ủy, ban xã cũng như Ban Chỉ huy xã cũng các ngành thì đến vận động tuyên truyền cũng giới thiệu các công an việc làm, thì đối với các công dân thì đạt tầm khoảng 60% trở lên là các công dân đi học các ngành nghề hoặc đi xuất khẩu lao động.
Để đẩy mạnh công tác đào tạo, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ, thời gian tới, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp cho quân nhân, bộ đội xuất ngũ, phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, tìm đầu ra giúp bộ đội xuất ngũ có công việc ổn định, nâng cao thu nhập. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.